Ngày 5 tháng 7 năm 1996, chú cừu Dolly đã ra đời như một minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của nền khoa học trong vấn đề nhân bản vô tính, hay gọi rộng hơn có thể gọi là sinh vật nhân tạo. Ngày 30 tháng 4 năm 1998, Việt Nam cũng có được những ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công. Tiền thân của nền khoa học hiện đại có sự đóng góp rất lớn của thuật giả kim, và không quá ngạc nhiên khi mục tiêu xa vời nhất của các giả kim thuật sư cũng là tạo ra được người nhân tạo. Cụm từ người nhân tạo có phần chưa khớp nghĩa lắm trong tiếng Việt, bởi vì con người được tạo ra theo cách truyền thống tự nhiên vẫn có thể gọi là nhân tạo. Mặt khác, trong Naturvet cũng có nhiều trường phái tạo ra homunculus khác nhau và cho ra đa dạng kết quả, như là tái chế bộ phận như Frankenstein, thụ tinh phù thủy tạo như Moresh, hay giả kim cổ điển là Sik của gia tộc Ikmelandia, và đỉnh cao nhất đó là Irisvel và Elijah thuộc gia tộc Ensburn. Vậy nên trong phạm trù video ngày hôm nay, hãy cùng quy định với nhau cụm từ người nhân tạo sẽ được hiểu theo nghĩa homunculus cho tất cả các trường hợp nêu trên. Mình là Tiến Nam EQ và đây là câu chuyện nhân tạo nhân tính trong Lasuvert. Xếp theo thứ tự thời gian, người nhân tạo đầu tiên có thể nhắc tới là Moresh, đánh dấu sự diệt vong của thành trì Camelot. Trường hợp của Moresh có phần tương đối giống với thụ tinh nhân tạo. Cha của cô vốn là Atoria Pendragon, mang giới tính là nữ. Dưới phép biến đổi tạm thời của Merlin mà có được bộ phận của nam giới, mẹ cô là chị gái của vua cha, Morgan Le Fay, đã dùng bùa phép để mê hoặc em gái và lấy trộm tinh trùng nuôi cấy trong buồng trứng của mình. Tuy nghe qua cách mà cô ra đời có phần khá là tự nhiên với vai trò ban đầu là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng dưới ma thuật của Morgan, Moresh đã có vai trò là một bản sao giống với Atoria, như là một homunculus nhân bản vô tính. Cô mang trong mình đặc điểm điển hình của người nhân tạo, đó là phát triển với tốc độ bất thường và ngừng phát triển ở tầm tuổi dậy thì. Hệ quả là Moresh chỉ với 3 năm tuổi người bình thường đã có được cơ thể khoảng 15 tuổi và gia nhập vào hội hiệp sĩ bàn tròn tiếp cận vua cha Atoria. Có một sự khác biệt lớn giữa Moresh và các homunculus còn lại, đó là mục đích được sinh ra. Trong khi đa số giả kim thuật sư chỉ mong muốn đạt tới giới hạn là con người nhân tạo hoàn hảo, hoặc cao cấp hơn là chủng tộc tự tồn tại dựa trên sức mạnh của hành tinh đến vĩnh cửu, thì Moresh lại là quân bài được Morgan cài cắm vào bàn cờ Camelot để lật đổ con rồng thần thánh Pendragon cuối cùng của Anh Quốc, đánh dấu sự phát triển của thời đại con người. Nhờ đó, Moresh khi sinh ra đã được giáo dục từ mẹ, dù rằng nó có hơi độc hại, nhưng đây lại là cơ sở hình thành nên sự xung đột phức tạp trong nhân tính, thứ mà tất cả các homunculus do con người tạo ra đều không thể đạt tới nổi. Moresh vừa yêu thương vừa căm phẫn vua cha, nhân cách của cô bị sâu xé, dằn vặt, khiếm khuyết và càng rạn nứt rộng hơn khi cô trực tiếp tiếp xúc với Atoria, cảm nhận được thực tế và sự khác biệt với những gì mà mẫu hậu đã ngày đêm thủ thỉ và dạy dỗ. Một đứa trẻ 3 tuổi, dù rằng có sự can thiệp của ma thuật để có được ý thức và tri thức, trải nghiệm thực tế chính là nguồn thông tin quá tải thực sự với bất kỳ dạng homunculus nào, nhất là khi Moresh chỉ có một mình, cô đơn trong sự sâu xé. Bi kịch hơn nữa, Atoria, nguyên mẫu cho hình hài này, cũng là một kẻ cô đơn đến tột độ trên ngai vàng, không một ai thấu hiểu. Sau tất cả, Moresh chỉ muốn chia sẻ gánh nặng và sự cô đơn với phụ vương, có lẽ vì cả hai đều là những sinh vật không nên tồn tại trong xã hội của loài người. Một homunculus khác cũng được sinh ra và biến mất trong sự cô đơn đến tột độ, có điều hơi bi kịch, đó là Frankenstein. Lý luận ma thuật của người cha Victor sử dụng có phần không giống với thuật giả kim thường thấy, mà có gì đó hơi rùng rợn hơn, hơi necromancy hơn, chắp vá từ nhiều phần mảnh ghép cơ thể người lại với nhau, tự tạo ra các đường ống kết nối luân chuyển và kết hợp với nguồn năng lượng từ động cơ điện sấm sét. Cũng như các nhà giả kim đương thời với mong muốn tạo ra được con người hoàn hảo ngay từ đầu, Victor đã không thể chấp nhận được sự thật rằng sản phẩm mình tạo ra chỉ có ý chí và tri thức của tầm đứa trẻ sơ sinh. Victor E. đã abandon Frankenstein, rơi vĩnh hằng vào hồ sâu của tuyệt vọng mà không buồn ngoái lại. Từ đây, nhân cách của Frankenstein đã phát triển một cách tự do hơn hẳn và có dấu hiệu phát triển cảm xúc tự nhiên thuần túy, đặc biệt là xu hướng mong muốn kết bạn và sinh sản theo đúng ý định ban đầu của Victor, đó là để Frankenstein làm nguyên mẫu Eva và sinh ra Adam. Trên lý thuyết, đây vẫn là một sự thành công đáng kể, rất đáng quan sát về xu hướng nhân tính và nhân bản tự nhiên của người nhân tạo. Đáng tiếc rằng Victor lại đã quá mong chờ vào một kết quả tốt hơn mà không tiếp tục nghiên cứu này, dẫn đến ý thức non nớt của Frankenstein đã bị nỗi hận thù lấn át và cuồng hóa, truy sát người cha và tự kết liễu bản thân trong sự cô độc, kết thúc một phép thử nhân cách cho người nhân tạo.
Như vậy, xây dựng nhân cách quả là một bài toán cực kỳ khó khăn trong quá trình tạo ra Homunculus. Thế mà trong một biến số của hệ thống Homunculus, mặt ma thuật của gia tộc Ixmelian đã tạo ra một sản phẩm không tưởng, Sick. Người nhân tạo của tộc Ixmelian đã không sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mà là tạo ra một đội quân phục vụ cấp độ thấp và dùng để làm mặt ma thuật sống nhằm cung cấp ma lực cho các servant tham gia vào trận đại chiến chiến thắng. Đây là một kỹ thuật giả kim được đánh cắp từ nhà Ensburn, nhưng lại quá yếu kém. Tuy vậy, tộc Ixmelian đã quyết định dùng số lượng để bù đắp và vạch ra chiến thuật phù hợp cho trận đại chiến chiến thắng. Homunculus đã được sinh ra với một số lượng khổng lồ và hết hạn sử dụng nhanh chóng chỉ trong vòng từ 2 tới 4 tháng do bị bòn rút lượng ma thuật ít ỏi từ mặt ma thuật sống vốn kém chất lượng cho các servant, sinh ra trong vô thức và chết đi trong vô thức. Từ sự vô thức tổng thể của những người nhân tạo, ý thức sinh tồn đầu tiên được kết nối và hình thành, tạo nên một biến số thúc đẩy một cá nhân tỉnh lại và đưa ra một tia hy vọng sinh tồn cho chủng tộc người nhân tạo nhà Ixmelian. Và sau này, cậu ấy được đặt tên là Sick. Một điều ngoài lề khá thú vị, người nhân tạo Frankenstein với ý chí tìm một người bạn đời để duy trì nòi giống lại không có chút hứng thú gì với Sick hay là Homunculus của nhà Ixmelian, ngầm khẳng định chất lượng giả kim của Victor có phần cao hơn một bậc. Trong Fate Apocrypha, Frank có thiên hướng gần gũi với con người hơn, cụ thể là Master của cô, còn Sick lại có xu hướng nhắm vào Servant là Joan Dirac. Vì Sick là nam chính trong Fate Apocrypha, câu chuyện của cậu được thể hiện khá rõ ràng trong anime và tiểu thuyết, vượt xa tầm trung bình của một sản phẩm người nhân tạo thông thường khi nhận được quá nhiều sự hỗ trợ đặc biệt từ các nhân vật khác. Tuy nhiên, thứ ý thức sinh tồn của người nhân tạo mà tộc Ixmelian đã tạo ra chính là minh chứng Sick quả là một mô hình rất đặc biệt, có gì đó giống với ức chỉ lực, nhằm duy trì sự tồn tại của giống loài dù còn rất là mong manh. Để kể dày hơn một bậc cho ý thức sinh tồn của nhân loại, các Master vẫn có thể tham gia vào chặng đường giải cứu nhân loại thông qua tựa game Fate Grand Order với việc đơn giản là sắm ngay cho mình một quả ặc đến từ shop lieark.com. Ngoài ra, nếu các Master đã là kỳ cựu và muốn đổi gió, đừng quên shop vẫn còn bán ặc Honkai Impact để cho chúng ta giải cứu một thế giới khác. Quay trở lại với những người nhân tạo, như đã nói ở trên, thứ Homunculus của Ixmelian chỉ là một thứ công nghệ ăn cắp từ nhà Ensburn và vô cùng thất bại. Dưới lý luận ma thuật của Zitti Lyric von Ensburn, kể cả một sản phẩm người nhân tạo thất bại của gia tộc vẫn vô cùng đáng gờm đối với một chấp hành giả của Hiệp hội Pháp sư. Nhà Ensburn đã chủ động đúc khuôn từ chính Zitti Lyric von Ensburn từ 200 năm trước để tạo ra các mặt ma thuật hoàn chỉnh hình người đầu tiên cho mục đích giả kim tạo ra tiểu chiến thắng và đại chiến thắng, mở ra lối vào tới căn nguyên. Về cơ bản, bất kỳ mặt ma thuật pháp sư nào cũng có thể sử dụng cho vai trò này. Nhưng đỉnh cao kỹ nghệ giả kim của các bể sinh người nhân tạo nhà Ensburn thực sự là một level khác. Mọi Homunculus được sinh ra từ đây đều có những chức năng con người cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng thường được tinh chỉnh cho các mục đích khác nhau. Riêng trong trường hợp của Iris Vale trong Phase Zero, cô được phát triển để có được tất cả các chức năng của một cơ thể con người thực sự, bao gồm cả khả năng sinh sản. Mặt ma thuật còn vượt xa các pháp sư bình thường và có sự chuẩn hóa trong việc sử dụng mặt ma thuật để tự độc lập tác chiến. Nhân cách của cô cũng được hoàn thiện hơn khi tiếp xúc với một pháp sư con người thật sự, với danh nghĩa là vợ chồng, và còn được pháp sư Kirisugu chỉ dạy tận tình về thế giới bên ngoài, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào lượng kiến thức được cung cấp mặc định trong quá trình sinh ra một người nhân tạo. Tuy thế, với quỹ sống là 8 năm, cô vẫn không thể hiểu và chấp nhận nổi sự phức tạp nội tâm của chồng mình, đồng thời bị tác động mạnh mẽ bởi thù hận từ chiến đen Andra Manju. Iris Vale là một sản phẩm giả kim người nhân tạo đỉnh cao nhất được tạo ra từ bể chứa nhà Ensburn. Cuối cùng, cô vẫn chỉ là một sản phẩm khiếm khuyết. Nhưng thật may mắn, cô và vị pháp sư kia đã để lại một sản phẩm hoàn hảo, một sinh mệnh đặc biệt, Eliza von Ensburn. Sinh vật này được sinh ra từ tử cung của người mẹ là người nhân tạo Iris Vale và được thụ thai bằng tinh trùng của một vị pháp sư Kirisugu. Điều khác biệt cơ bản nhất của Eliza và mẹ cô nằm ở chỗ, mẹ cô che chở tiểu chiến thắng ở bên trong, còn Eliza có cơ thể vật lý chủ đạo và có thể trở thành vật chứa, tức là cô có phần giống với một pháp sư con người hơn đáng kể. Điều duy nhất có thể gọi là chưa hoàn hảo đó là khả năng phát triển cơ thể. Eliza đã dừng phát triển 10 năm và mãi mãi mang hình hài của một đứa trẻ tiểu học, dù rằng cô đã 18 tuổi. Khiếm khuyết này phát sinh là do quá trình trị liệu của mẹ cô khi mang thai. Bản thân một người nhân tạo sinh sản được quả là một điều kỳ diệu, cho nên không lạ gì khi còn phải sử dụng phép thuật để can thiệp. Eliza đã không làm uổng phí sự kỳ vọng của người mẹ,
Từ khi trong bào thai, cô đã biết tự điều chỉnh mặt ma thuật cho bề ngoài của chính mình. Nó hoàn thiện tới mức Rin đã vô cùng sốc khi nhìn được mặt ma thuật mà cô bé sở hữu. Và đỉnh cao nhất của sản phẩm giả kim thuật người nhân tạo như Elisa đó là cô đã biết đặt câu hỏi tại sao và tự tìm cho mình những câu trả lời thật đáng. Tại sao Berserker đã không tuân theo mệnh lệnh của cô? Vì Heracles không muốn cô đau đớn khi sử dụng mặt ma thuật. Tại sao Kiritsugu không bao giờ đến thăm tòa lâu đài của cô? Cha vẫn luôn tìm tới thăm vào mỗi năm nhưng đã không được vào vì một lý do nào đó, có thể là kết giới. Tại sao Shiro lại đỡ đòn cho Saber trong trận chiến trước nhà thờ? Vì cậu ấy đang mang cho mình một nhân tính thuần khiết của một con người. Elisa đã dần học được nhân tính một cách khá hoàn chỉnh trên hành trình của mình, một sản phẩm giả kim vượt trội, thành công và rất đáng tự hào. Khá tiếc, cuối cùng cô vẫn mặc lên mình The Red of Heaven và kết thúc cuộc chiến chiến thắng. Tổng kết lại, thuật giả kim vốn theo đuổi mục tiêu là tạo nên những người nhân tạo và mang rất nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là khiếm khuyết về mặt nhân cách. Ngoài các lý luận về giả kim đã được nhắc tới trong video, vẫn còn nhiều homunculus khác trong Nafsuverse bao gồm Mephistopheles, hay là trường phái giả kim của Paracelsus, hay là nguyên liệu Baby Homunculus. Hiện nay, nền khoa học hiện đại đã giải mã được toàn bộ gen người. Liệu trong tương lai, ngành nhân bản vô tính sẽ còn phát triển tới đâu? Đạo đức và nhân cách sẽ còn tranh cãi tới bao giờ? Mình là Tiến MQ, hẹn gặp lại các Master trên không gian số ảo.